chia sẻ với cả nhà món vịt kho gừng cả nhà. Tầm ướp 3 phút giờ bắt đầu mình kho nhé cả nhà. Cả nhà xem video nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký. Xin cảm ơn cả nhà. Xin mời cả nhà dùng cơm mình nha. Nay mình sẽ ăn món vịt kho gừng cả nhà. Đặc biệt là cái rau này. Mình thấy các bạn miền Tây ăn rất nhiều cả nhà. Nay mình ăn thử. Rau cải đất hay cải trời gì đây này cả nhà. Mình chưa ăn bao giờ. Xin mời cả nhà dùng cơm mình nhá. Chấm nước vịt kho này. Ăn nó nhằng nhặn đắng đắng cả nhà. Chuối xanh rồi nhỉ. Rau này thơm thơm rồi nhỉ. Ướt này không cay mấy đâu cả nhà.
chuối này ngon này. Mình dành cái loại này ổn quá cả nhà.